vì sao vấn nạn chạy án ở Việt Nam gia tăng và phát triển không có hồi kết. Chuyện cựu giám đốc công an Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận tới 35 tỷ đồng để giúp chủ một doanh nghiệp chuyên buôn bán hóa đơn trái phép chạy án ít được dư luận xã hội quan tâm so với khối tài sản khổng lồ mà ông ta đã sở hữu. Nhiều ý kiến cho rằng đó là bởi chạy án đã trở thành một tình trạng hết sức phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Khi người dân gặp các rắc rối liên quan đến luật pháp thì việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là nhờ người chạy án, bất kể đó là vấn đề liên quan đến dân sự, hành chính hay hình sự. Một phiên tòa xét xử các quan chức tham nhũng và chạy án tại Việt Nam. Nhiều thẩm phán đã bị bắt quả tang trong lúc trao nhận hối lộ, như truyền thông nhà nước thường xuyên đưa tin cho thấy đây là việc hết sức phổ biến. Đó là hệ quả của một xã hội có luật pháp cũng như không, và công lý không được coi trọng. Đây là một thực trạng đã tồn tại từ lâu trong ngành tư pháp Việt Nam nói chung và ngành công an nói riêng. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào năm 2013, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương đã chất vấn ông Trương Hòa Bình, chánh án Tòa Nhân dân tối cao lúc đó như sau. Có hay không tiêu cực trong chạy án tham nhũng, khi số vụ án được đưa ra xét xử thì ít, nhưng số bị cáo được hưởng án treo, phạt tù nhẹ chiếm rất cao, có nơi đến 45%. Ông Trương Hòa Bình đã thừa nhận trên thực tế có một số không ít cán bộ công chức tòa án bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tiêu cực nhận tiền của đương sự. Vấn đề này được coi là một lỗ hổng trong ngành tư pháp của Việt Nam, và nghiêm trọng hơn, công an và luật sư thường đóng vai trò trung gian cho hầu hết các vụ chạy án này. Những nhân vật được nhờ để chạy án phải là người có vai vế và mối quan hệ. Việc chạy án cũng phải tuân theo triết lý của trùm xã hội đen Văn Cam, tức Năm Cam. Đó là việc gì không chạy được bằng tiền thì chạy được bằng rất nhiều tiền. Ba vụ chạy án đình đám với số tiền lên đến hơn 1 triệu đô la gần đây. Ví dụ nhất là hai cựu cán bộ thuộc cơ quan điều tra C03 Bộ Công an Bùi Trung Kiên nhận tới 2,2 triệu đô la và Lê Thành An nhận 1,5 triệu đô la để chạy án cho cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân. Vụ thứ hai là Thiếu tướng Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận 2,6 triệu đô la trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vụ thứ ba là cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nhận tới 35 tỷ đồng. Xu thế chung của việc chống tham nhũng trên toàn cầu là phải áp dụng các nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giám sát việc chống tham nhũng. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo kết luận số 20/TB-TV vào ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật thì rõ ràng cho thấy đó là chủ trương cứu lãnh đạo tham nhũng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Theo đó, nếu người vi phạm phạm tội tham mô tài sản, tội nhận hối lộ trong quá trình tố tụng, chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ sẽ không bị áp mức cao nhất của khung hình phạt mà người bị tội truy tố xét xử. Kể cả mức án tử hình cũng sẽ được hạ xuống chung thân. Tổng Trọng là người điều hành công cuộc chống tham nhũng nhưng vẫn mang tư duy cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm. Việc trả lại tiền tham nhũng trước xin xét xử dưới danh nghĩa là khắc phục hậu quả để đổi lấy mức án thấp hay đổi lấy tự do như hiện nay, thực chất là một hình thức chạy án công khai. Công luận cho rằng nếu quy trình này tiếp tục được thực hiện thì việc diệt trừ nạn chạy án là điều không thể. Trong lúc đó, các tổ chức cá nhân của Đảng và Nhà nước đã tự ý can thiệp thô bạo vào hệ thống pháp luật. Cụ thể, Tổng Trọng của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã tùy tiện trong việc chỉ đạo án theo ý của mình. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã nhận tới 2,6 triệu đô la Mỹ để mà chạy án. Theo giới phân tích, nguyên nhân của tình trạng chạy án phổ biến hiện nay là do việc vận dụng luật pháp một cách tùy tiện trong hệ thống pháp luật thiếu minh bạch và không minh bạch. Đạo đức của nhân viên nhà nước trong lĩnh vực tư pháp cũng là vấn đề khiến đương sự không còn tin cậy vào hệ thống pháp lý và công lý. Điều này đã khiến người dân sẵn sàng bỏ tiền để mua công lý thông qua việc chạy án. Để diệt trừ được vấn nạn tham nhũng, công luận thấy rằng Việt Nam cần phải có hệ thống luật pháp minh bạch và rõ ràng, không thể cùng một tội danh với mức án quá rộng, từ tù treo đến vài năm tù giam như hiện nay. Đồng thời phải đảm bảo mức lương đủ sống, cũng như quyền lợi của những người tiến hành tố tụng phải đủ cao để tránh tình trạng họ bán rẻ lương tâm, danh dự bằng những đồng tiền chạy án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao vấn nạn chạy án ở Việt Nam gia tăng và phát triển không có hồi kết.
Tổng Trọng đã hết thời, Huệ Vương công khai phê phán Tổng Bí thư. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ luôn khẳng định Việt Nam kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, một giai đoạn quá độ để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Theo giới chuyên gia, một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là việc nhà nước phải đảm bảo miễn phí về giáo dục và y tế cho nhân dân. Các quốc gia theo đuổi chủ nghĩa cộng sản còn sót lại như Cuba và Bắc Triều Tiên, đến nay dù họ là quốc gia nghèo đói, song vẫn tiếp tục duy trì chính sách giáo dục và chữa bệnh miễn phí cho toàn dân. Ông Chủ tịch Quốc hội nói rằng y tế giáo dục không phải chỉ nhằm nhằm tự chủ. Báo Thanh Niên vào ngày 20 tháng 2 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội, y tế giáo dục không phải chỉ chăm chăm tự chủ. Bản tin cho biết, sáng ngày 20 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã thăm và làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh rằng không nên đẩy quá mức vấn đề tự chủ, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế giáo dục với lý do vai trò trách nhiệm của nhà nước trong hai lĩnh vực này còn rất lớn. Nhà nước phải lo, các cấp, các ngành phải lo. Phát biểu vừa kể trên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, theo giới quan sát đó là một phần là câu trả lời cho câu hỏi mà lâu nay công luận vẫn đặt ra. Việt Nam nhân danh nhà nước xã hội chủ nghĩa, tại sao không duy trì chính sách miễn phí về giáo dục và y tế? Điều đó càng cho thấy cái gọi là xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự thoái thác của nhà nước đối với dân chúng một cách vô trách nhiệm, mà còn là biểu hiện của sự phản bội đối với lý tưởng cộng sản, là con đường ông Hồ Chí Minh của họ đã chọn. Công luận cho rằng trong kỷ nguyên 4.0, với hệ thống Internet như hiện nay, thì việc tuyên truyền về giấc mơ chủ nghĩa cộng sản là nơi làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, đã không còn chỗ đứng để mà lừa lọc dân chúng như trước đây nữa. Nếu đã như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam phải dũng cảm để thừa nhận những sai lầm về con đường mà ông Hồ Chí Minh đã chọn, đó là chủ thuyết cộng sản. Đây là một thứ chủ thuyết mà nhân loại đã vứt bỏ và xỏ rác từ những năm 90 của thập kỷ 20. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi nhận xét về lời nói đầu của dự thảo sửa đổi hiến pháp vào năm 1992, vào tháng 10 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không ngần ngại thừa nhận rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thực tế cho thấy kể từ năm 1986, Đảng Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế, chuyển đổi từ mô hình kinh tế Xô Viết sang nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chối bỏ chủ nghĩa cộng sản để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đó là lý do vì sao giới phân tích quốc tế đều khẳng định tính chất cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ còn tồn tại duy nhất trong xưng danh tên đảng. Còn tất cả đường lối, chủ trương, hành động của họ thì tuyệt nhiên không còn chút gì là cộng sản nữa. Song cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn mạo nhận họ là cộng sản vì họ không muốn cho dân chúng, đặc biệt là thành phần lão thành cách mạng, cựu chiến binh biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội lý tưởng cộng sản. Đồng thời họ lại cố duy trì và níu kéo quyền lực chính trị độc tôn toàn trị nhằm mục đích duy trì lợi ích và bổng lộc của nhóm lãnh đạo trong chế độ hiện nay. Hai lĩnh vực giáo dục và y tế rất quan trọng trong cuộc sống của người dân, nhưng đảng và nhà nước không hề quan tâm. Nhà nước vô trách nhiệm núp dưới chiêu bài xã hội hóa để rút bớt ngân sách cho giáo dục và y tế vốn dĩ đã quá ít ỏi, để chi quá mức cho lực lượng công an và quân đội. Theo dự chi ngân sách của Bộ Tài chính trong 3 năm liên tiếp gần đây, ngân sách chi cho Bộ Công an luôn cao thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục cũng như Bộ Y tế. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, vào năm 2022, Bộ Công an được phân bổ 95,5 ngàn tỷ đồng. Tới năm 2023 được tăng lên trên dưới trên 100 ngàn tỷ đồng, trong khi năm 2022 ngân sách chi giáo dục chỉ vẹn vẹn có 6,5 ngàn tỷ đồng, và cho năm 2023 chỉ có 6,5 ngàn tỷ đồng, dường như đứng yên tại chỗ. Như vậy, chi cho ngân sách nhà nước cho công an cao gấp khoảng 13 lần chi cho giáo dục, và được biết, chi cho ngành y tế cũng thấp tương tự. Cố Tổng thống Ba Lan, ông Walesa, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, là cựu chủ tịch Công đoàn Đoàn kết Ba Lan đã từng tuyên bố, người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến cái hổ cá thành tô súp cá dễ như chơi.
Cái mà chúng tôi đang phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó trở lại thành cái hồ cá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng đã hết thời, Huệ Vương công khai phê phán Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.